Đây, em chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay em mới vừa vệ sinh luôn anh chị ơi. Nhưng mà em ngưng nhận đơn rồi nha anh chị. Tại vì mai em đóng hàng 2-3 ngày nay đồ hàng quá trời luôn, đóng mệt mỏi luôn. Đó. Rồi, em vừa dọn xong con máy whip luôn anh chị. Dạ, nó dính nhớt đây tùm lum nè anh chị. Bình xăng anh chị nhìn bình xăng đẹp không? Xăng xịn nhìn đã không? Chế cái bát cũng đã nè, bát em phun keo rồi nè anh chị. Chị nhìn cái lồng nè, đẹp quá không? Mấy cái này là em rửa không có sạch ra được anh chị. Cái thành phần của em là chỉ rửa cho cái nước nhôm đẹp thôi. Còn muốn kỹ nữa thì phải lấy cây thọt cho lắm nó mới ra được. Còn trừ khi anh chị rửa quá chắc thì ra, mà rửa ra tái mét à. Còn của em rửa là em bao nước nhôm đẹp nha anh chị. Chị thấy em làm mấy cái bát đẹp quá không? Làm máy bán giống như máy mình. Em định ngày mai để nữa em về mới kịp, giờ mai em kịp rồi. Em đóng, em gắn cái bát nhôm này nè, em làm bát nhôm đẹp đẹp, em đóng chữ máy cắt cỏ Phi Hùng để đi ký hiệu để nhà xài luôn cái gì. Chế này chế 330 nha anh chị. Cái dòng TD33 này nếu mà anh chị mình đã lên lửa rồi á, lên chế 330 này thì đừng có cần lên lửa 430 chi anh chơi. 330 này thì nó dễ làm hơn 430 đó. Nhưng mà gắn gì thì chạy, nếu mà cả tôi giờ chạm vậy đó anh chị, tôi gọi 3 chạm vậy mà nồng 40 ly chạy hôm qua nó nổi nữa. Chứ anh chị đừng nói là cần nồng nhiều mà anh chị cái máy anh chị canh không tới nè. Cái bộ cần này người ta hỏi mua lắm, em không bán luôn á, em chừa lại lắp cho những con máy đẹp đẹp nè anh chị thấy không? Ốc còn gần ké mà em chưa rửa nè, cần lắp đen nè anh chị biết rồi. Tại vì cái trong máy này nè, cái cần này nè, cái máy nó bị xước nồng luôn anh chị. Máy anh nhìn, chị nhìn thấy công tắc kia không? Làm đẹp zin của nó luôn, đẹp lắm, máy này đẹp lắm anh chị. Mà đúng của máy này á, anh chị phải hai cái ống bô này mới đúng, đừng để ống bô này. Để ống bô này là phải mở nỉ ra bỏ hết luôn, nó nghe tiếng còn còn đã lắm. Nếu mà máy này bỏ nỉ ra nó làm bon bon đã lắm. Còn nếu mà để nỉ trong đây á thì anh chị nên hai cái ống thứ em nói hoài á, lỡ mà nó gớt nỉ ra nó không nghẹt đây đỡ hư máy anh chị. Đem test cho anh chị xem. Chân nó chạy, cái chân nó đập dưới ầm 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 không nè, chỗ này giờ nó cứng rồi nè, chỗ này nguyên nè, không thấy nè. Con máy whip lắm nha anh chị, ai điện em nữa, con máy dữ lắm nha anh chị. Máy này đúng dữ luôn á, cái nòng từ mà cái bích tông với cái nòng nó bót, mà cái đạn dên nó bót giống như nó chưa có xài gì mấy luôn anh chị. Cái này bữa em có mở ra cho xem bô rồi đó, đẹp lắm. Nhưng mà nếu mà ai mua thì em cũng mở cho Sembo lại à. Tại em bán là em bảo đảm là Sembo anh chị ơi. Có cái máy ghê anh khách kia mới hỏi em kìa. Cái gô ghi 1 triệu không? Vinh quách rồi mới không? Nhưng mà thôi em không bán luôn rồi. Tại vì nó trễ hàng, trễ không kẹp anh chơi. Bây giờ anh nhắn tin em trả lời lại rồi. Anh cũng im hoài không? Anh hỏi nghe coi nó xào đạn không á. Em bán không phải là giá rẻ mà xào đạn đâu nha anh chị. Đó. Máy xào bán theo máy xào anh chị ơi. Nó máy xào là em nói xào à, chứ không có bán mà ấy đâu. Bởi anh sợ là nãy mới nhắn tin em á, tại vì anh không xem mấy clip trước test á. Em có nói có lẽ mấy clip trước em có test á, xem mấy clip đó giùm em nó, chứ giờ mở ra mà đem mở lên xuống test, lên test xuống hoài chứ em chết luôn. Thì chừng nào ok là em sẽ test lại, chứ không phải là nói không phải quăng đi cho người ta đó. Con máy này đúng VIP, nếu mà cầm tiền mà mua con TG thì không có cửa đụng với con này đâu nghe anh chị. Em dám bảo đảm luôn, thằng này nó là chùm á, thằng TD nó dữ hơn TG. Nhưng mà nó bị lỗi là lửa với chế đó. Thằng TG thì nó dễ xài hơn đó. Nhưng mà nếu mà thằng TD đã làm này rồi thì nếu mà chạy mạnh thì TG nó không có cửa đụng anh chị ơi. Tại vì em nhìn theo hai cái lỗ xăng nè, lỗ hút lỗ xả này em biết đó. Mà anh chị thấy cái máy không phải máy này nha, máy kia kìa. Em test biết nhiều cái chế em test hết ga không đó anh chị đó. Anh chị cứ nhìn người ta lên ga, người ta cứ bấm này nè, bấm cứng ga luôn, máy nó vô tải mới được nha anh chị. Còn nhiều lúc anh chị bấm buồn cái vô tải rồi đâu. Bởi vì hồi sáng giờ nhiều anh khách hỏi em lắm mấy TD33. Tại vì hỏi mua lửa rồi nó chạy khoảng chừng nửa tiếng tắt. Nó anh chị canh không tới là nửa tiếng tắt à, không phải bị lửa đâu nha anh chị. Cái đó xăng á,
săn bọng hoặc là tua anh chị canh không tới, không đúng tăng anh chị đó, là anh sẽ tắt đó. Thì em kêu anh chụp Ugi gửi cho em, mà anh chùi bóng lưỡng anh gửi em như không luôn, em muốn bó tay luôn. Ugi phải chạy rồi gửi cho em biết, còn chùi sạch thối này kia em đâu biết được đó. Rồi thôi em chào nha, nguyên máy VIP luôn chị, chế 330 nó không phải chế thường anh chị, chế 330 họng 12. Rồi thôi em chào.